Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam hai bị can là Nguyễn Thị Minh Liễu, kế toán trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ, và Trần Thị Huệ, thủ quỹ, về tội tham ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh. Theo điều tra ban đầu, số tiền mà các đối tượng tham ô tính từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019 là trên 26,5 tỷ đồng. Nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo người dân tộc. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo huyện này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc, hoàn lại toàn bộ số tiền cho các trường phát cho các em học sinh. Công an tỉnh đã lên làm việc với huyện, các chế độ hiện đã được chúng tôi chỉ đạo chi trả, chúng tôi rất cầu thị, thực hiện nghiêm túc để khắc phục sai phạm của cán bộ, ông Dương nói.